chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ các bạn bơm cát vào nền nhà. Cái phần này là tiết kiệm công sức. Các bạn thấy là bơm nó vừa rất là dễ cái mặt bằng của nền nhà, và đồng thời tiết kiệm cái công sức vận chuyển. Các bạn thấy bên đây nguyên cái khu này nước đã, các bạn thấy đã thấy nước đã tràn đầy ngập hết các bạn. Và có cái hai cái anh thợ là chuyên bơm cát, cái máy đê, máy với dầu là máy đê rồi các bạn. Thấy nước rất là nhiều nước, vậy nó cái nền nó sẽ dẻ các bạn. Đang bây giờ là buổi trưa, thì xe này, xe cái xe này là khoảng 6 khối cát đó bạn. Thì khoảng trong vòng 30 phút là 6 khối này được vận chuyển vào trong cái nền. Còn thay vì nếu mà ta vận chuyển bằng xe rùa thì tốn rất nhiều công sức, rất nhiều thời gian các bạn. Còn bơm này nè, cái bát bát mới lên vậy. Dạ nó dễ hả bác? Dạ. Lẹ cấp tốc luôn. Nếu mà đẩy xe rùa nó lâu lắm. Này thì mấy cái gần bơm kênh nào mới có nước bơm được rồi, này nó bơm xa lắm. Dạ. Nếu mà có chỗ nào có nước cái ống còn dư ống luôn đó. Dạ, nó đi mấy trăm mét. Dạ, nhớ về. Nãy giờ bác thấy em thấy chưa lập tới rồi. Về qua. Dạ. 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 Thấy nước lên lên luôn các bạn ơi. Trắng nó càng kia nó đợi lên một người là chuyên canh bên máy là cái đầu kia hút đất, còn ở đây là có hai cái ống đó bạn, ống màu xanh là ống đó là có nước là chứa đất hút vô chung đó, đó các bạn. Còn cái ống nhỏ màu trắng là chỉ cái ống màu trắng lên là nước, hai ống đó bạn, ống nhỏ là hút nước, và cái canh to là vừa cát vừa nước luôn. Và thấy cái khu này nó rất là dễ rồi đó, dễ luôn. Bây giờ đang buổi trưa rồi đó, đây nước rất là nhiều. Xe 6 mét khối mà hút nãy giờ là mau cấp tốc luôn á. Lẹ. Đây là cái khu bên đây nước nó chảy rỉ qua các bạn ơi. Nước nó đẩy xuống nè, nó đẩy xuống chảy qua cái khu này là chưa có cát nha các bạn. Cái khu bên trước đó là cát. Các bạn thấy đây là một trong những cái sáng chế của những người trong xây dựng, mà đặc biệt ở vùng nông thôn các bạn ơi. Vùng nông thôn á, gần
kênh mương rồi mới tận dụng được cái nguồn nước bơm. Còn không có kênh mương thì chủ yếu là cái ống dùng cái nước phun tôm, cái ống nó nhỏ. Làm như thế này thì cát nó dễ, rất là dễ rồi. Rồi thấy nước mênh mông luôn. Cái câu san gấp mặt bằng này là ở nông thôn mà nhà gần kênh mương á các bạn, là tận dụng cái nguồn nước bơm vô thay vì phải đẩy từng cái xe rùa. Làm như thế này các bạn thấy là đỡ mất công sức mà nó nhanh, và đặc biệt là cát nó kết hợp với nước nhiều như thế này thì nó rất là dễ các bạn, nó dễ lắm, nó dễ hơn so với mình làm bình thường mà chỉ đầm cái lượng nước ít thì nó không dễ. Mà thấy nước mênh mông rất là nhiều nước. Bên đây cái một người là đang canh để hút cát, một người bên kia là cho cát vào cái nền nhà. Như vậy là không phải chỉ hai người thôi các bạn, chỉ có hai người vận chuyển thôi, hai người san lấp mặt bằng. Hai anh thợ chuyên làm cái công việc này các bạn, công việc này là của ảnh thường xuyên ảnh làm. À, thường là người ta mướn là ảnh mướn ở đâu thì ảnh đi đó, ảnh sẽ làm cái công việc này các bạn. Các bạn thấy nước, cái ống nước chảy rất là nhiều nước. Như vậy là bên đây là đã sắp đầy các cái nền ở khu vực phía trước này, các bạn thấy là nó đã sắp đầy rồi các bạn, chuẩn bị qua cái phần các cái khuôn, các cái nền móng là đổ. Các bạn thấy ở dưới những cái khuôn này ở ngoài khu vực này là chưa, cái khu này là các bạn thấy là đã sắp đầy rồi các bạn. Các bạn thấy nước mênh mông này, tận dụng cái máy đê, máy dầu. Này là đang buổi trưa 11 giờ mấy, gần 12 giờ trưa luôn các bạn. Cái công việc xe chở cát đến là phải bơm liền các bạn, làm tận dụng cái thời gian không nghỉ trưa luôn các bạn. Mà thấy cái khu này cũng sắp đầy hết rồi. Nước như thế này thì cái nền nó dễ, không sợ có lúng vật sập này kia. Làm như thế này thì cái nền nó rất là chắc, dễ. Hai anh thợ, một anh là canh, anh là canh để hút cát, một anh là để phun cát vào trong cái nền. Bạn thấy cái khu này nước nó rỉ, nó rỉ xuống rồi các bạn. Rồi, còn vài khu ở ngoài sau này là chưa, hoàn toàn chưa có cát, nhưng mà nước nó cũng rỉ qua hết các bạn, nó thấm, nó rỉ qua, nó rỉ qua. Đang bây giờ là buổi trưa, trời nắng khá gay gắt.
Rồi đó là những chia sẻ của mình về cái việc bơm cát tận dụng cái nguồn nước ở kênh mương và tiết kiệm công sức, cái hiệu quả đem lại cho cái nền nó dễ, nó không bị sụp lún. Các bạn thấy hay, thích thú hãy đăng ký và ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau nhé. Xin chào tạm biệt nhé.